Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu tục cần có ký hiệu là FTM mạng Phantom nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần link phần link mô tả dưới video mở link phong rồi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên, follow Twitter nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn mới đập lên nè. Tiếp tục các bạn cho chào kênh channel của nó nè. Rồi các bạn cho anh sao các bạn mới đập lên nè. Tiếp tục các bạn request cho Binbot nè các bạn. Rồi giờ đây các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn cho tôi quyết tăng hai người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn mới đập lên. Tiếp tục các bạn cho anh tiếp kênh channel nữa nè. Rồi bạn mới đập lên. Rồi các bạn dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Nấn tiếp. Twitter tiếp tục thì các bạn điền là username Twitter tất cả các bạn đã follow dán các bạn. Cộng quân. VNNH9. Tiếp tục các bạn gọi là Green Rewit nè. Rồi trên Twitter bạn nhấn cho bao gạch, nhấn cho hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn Twitter, các bạn sẽ chết liên kết nữa. Bạn dán vô đây nè. Tiếp tục các bạn điền username Telegram của bạn thì các bạn mở Telegram bạn ra nè. Các bạn nhấn cho bao gạch cuối cùng nè. Nhấn vào setting nè. Copy username mình nè. Hai bốn năm. Tiếp tục thì các bạn mở gỡ địa chỉ với FTM trên mạng Phantom nè các bạn. Mình không có biết các bạn có nên dùng địa chỉ với trên với FTM trên với MetaMask được không, thì nó cái này thì mình không biết nha các bạn. Nó đề xuất cho mình điền địa chỉ với FTM trên mạng phan trên sàn Binance các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ trên sàn Binance của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào một wallet nè. Các bạn nhấp vào một deposit nè. Các bạn gọi địa chỉ là FTM nha các bạn. Mạng Phantom. Rồi các bạn copy địa chỉ này nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Gửi dành form đây nè. Rồi còn một này thì các bạn điền giùm mình là cộng đây là cái địa chỉ email của mình nha bạn. Anh Nhân Quỳnh 5991 của chủ cơm. Mình có để phần link mô tả là mã giới thiệu của mình nha các bạn. Giờ sau đó bạn mong gỡ là xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn chia 1 triệu token FTM đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.